Facebook vốn được biết tới như là mạng xã hội phổ biến nhất hiện nay, nơi mà người dùng có thể làm quen và kết bạn với nhiều người khác. Tuy nhiên, Facebook cũng tiềm ẩn những mối đe dọa với người sử dụng, đặc biệt là thanh thiếu niên, những thành phần dễ bị tổn thương trong xã hội. Một trong số những mối đe dọa đó là hiện tượng bôi nhọ và miệt thị lẫn nhau diễn ra giữa các học sinh trên Facebook, gián tiếp gây ra cái chết thương tâm của nhiều nạn nhân. Câu chuyện được kể từ Đức, nơi ngành giáo dục đang nỗ lực hết sức để hạn chế những hậu quả của hiện tượng này lên thế hệ trẻ. Các em học sinh của trường trung học Ensa Barnstrom tại thành phố Oberhausen, Đức, đang chăm chú theo dõi một đoạn phim ngắn. Đó là những lời tuyệt mệnh mà cô bé 15 tuổi người Canada, Amanda Todd, đã ghi hình và tải lên YouTube trước khi tự sát. Trong đó, cô bé đã bày tỏ sự tuyệt vọng và sợ hãi khi những hình ảnh về mình bị tung lên trên mạng, bị miệt thị và bôi nhọ trong suốt nhiều năm. Việc chiếu phim này là một phần trong chiến dịch phòng chống nạn bôi nhọ và miệt thị trên mạng xã hội do ngành giáo dục Đức tiến hành. Theo các chuyên gia giáo dục, khả năng truyền bá thông tin nhanh chóng của mạng xã hội đã khiến tình trạng bôi nhọ, miệt thị lẫn nhau giữa các học sinh trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Tình trạng bôi nhọ và chỉ trích nhau trên Internet xảy ra từng giờ từng phút. Trước đây học sinh chỉ bị bêu dếu khi ở trường hay trên đường từ trường về nhà. Thì nay họ bị tấn công liên tục 24 tiếng mỗi ngày. Rất nhiều người có thể đọc nó, nhiều hơn rất nhiều so với hình thức bôi nhọ chỉ trích trước đây. Hình thức bôi nhọ và chỉ trích trên mạng Internet đã trở thành một vấn nạn trên toàn thế giới. Tại thành phố Arnhem, Hà Lan, một vụ bêu dếu trên Facebook đã dẫn đến một vụ ám sát. Cô bé Wincy, 15 tuổi, đã lan truyền tin đồn về đời tư của Polly. Và để đáp trả hành động này, Polly đã nhờ bạn đâm chết Wincy. Còn tại Mỹ, Darun Ravi, một sinh viên đại học đã ghi lại những thước phim đời tư của cậu bạn đồng tính cùng lớp Tyler và tung những thước phim này lên mạng Internet. Hành động này đã khiến nạn nhân phải tự sát vì không chịu nổi áp lực. Để phòng tránh những thảm cảnh như vậy, bên cạnh những buổi truyền thông, trường Ensa Barnstrom còn cung cấp các tư vấn viên ở độ tuổi của các em học sinh, sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của họ. Các chiến dịch truyền thông như thế này được hy vọng sẽ nâng cao ý thức của học sinh trong việc sử dụng mạng xã hội nói riêng và Internet nói chung, tránh gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho bản thân và người khác.